Ngay từ nhỏ mình đã tập được cái tính tự lập của mình, tự mang lại cho mình niềm vui. Những người nào quá thành công, cái bản án mà để lãnh lại đó là sự cô đơn. Khi mà mình quá đẹp, quá thành công hay quá giỏi. Xin mời khách mời của ngày hôm nay. Chào em. Hai em. Em giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho mọi người biết nhé. Hiện tại trước mắt thì Leo Đình Bảo xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để mà ngồi ở đây cùng với hai MC xinh đẹp. Bảo đã từng làm việc với chị Lâm Khánh Chi rất là lâu rồi, nhiều lắm rồi. Đây là lần đầu tiên gặp Tuân. Ở ngoài đẹp trai á, đẹp trai rất là nhiều. Bảo là photographer và fashion designer. Hiện tại bây giờ Bảo là 32 tuổi và hiện đang là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn cùng tên của mình, chuyên cung cấp về đầm Ocean Tour và art photography tại thị trường Bangkok và Việt Nam. Chị thấy khi mà Bảo ngồi xuống là chị nghe cái profile nó rất là hoành tráng không? Hoành tráng quá trời luôn á. Thật sự là Bảo đang có một cái sự đấu tranh giống như chị Lâm Khánh Chi hay là Hương Giang hay tất cả mọi người đang đấu tranh về cộng đồng LGBT rất là nhiều. Những về gay người ta tự hào về gay, lét người ta tự hào về lét, chuyển giới người ta rất tự hào về chuyển giới, nhưng có một cái giới tính là bisexual mọi người không thể nào tự nhận mình là bisexual được. Bởi vì mọi người cảm thấy không an toàn đối với bisexual. Sao vậy cưng? Bạn gái đầu tiên của em nói là em là quen Bảo rất là mệt. Tại vì em phải canh con trai và canh luôn cả con gái nữa. Có những người người ta lại nghĩ là bisexual là một cái rào chắn ở bên ngoài để bảo bọc về phần giới tính giả ở bên mình. Tức là nó gay mà nó không chịu nói là gay, mà nó phải nói là bisexual để nó còn níu kéo một phần phụ nữ nó lại. Nó là như thế. Bisexual là vừa quen trai được, vừa quen gái được. Đúng rồi. Thời gian khi mà Bảo sinh ra, ba mẹ không thương Bảo. Tại vì ba của Bảo là ở miền Trung và rất nặng về cái phần giới tính, mà mình là cái cháu đích tôn. Khi mà mình lớn lên một tí rồi, ép mình ở nhà bắt hành học là cho mình ba cái nghề. Nghề thứ nhất là nghề thầy giáo, nghề thứ hai là nghề thầy tu, và nghề cuối cùng là nghề bác sĩ. Tại vì sao? Thầy giáo đi đâu cũng được kính trọng, thầy tu đi đâu cũng được gập đầu. Và bác sĩ người ta nói một câu ví von vậy nè, nghề nào cũng gọi là con là thằng, chỉ có bác sĩ mới được gọi là bác. Tôi thắc mắc là Bảo bỏ nhà đi đó, từ lúc mấy tuổi? Bảo bỏ nhà đi thì đến nay là có 10 năm là 20 mấy tuổi, là khoảng tầm như là năm đầu năm 2 đại học á. Hồi nhỏ chị biết hả, gia đình chưa bao giờ mà nói ba thương con hay mẹ thương con. Ở nhà có một cái cửa lớn, người ta gọi đó là cái cửa, nhưng Bảo gọi đó là một cái cổng xuất ngoại. Cứ ở nhà bị đánh làm sao là bước ra khỏi cái nhà đó là mình phải cười, và ai cũng nói là gia đình bác sĩ là giàu lắm, mà trong túi không bao giờ có tiền đi học. Giống như là mình được 7 điểm đi về nhà bắt đầu chửi đánh, mà bắt đầu mình lên được 8-9 điểm đi về cầm cái sổ liên lạc đi về. Đúng rồi, mình thấy học thì phải như vậy, đúng rồi, chưa bao giờ một lời khen. Rồi cái tuổi thơ của mình nó được trôi qua tới cái mức mà mình ham dễ, tới cái mức mà mình ghiền. Cái mình mới lấy cái tiền mà đi ăn á, mình nhịn ăn. Hồi đó giờ, bây giờ mập rồi cho đỡ ốm lắm. Ốm là tại vì không có ăn uống được nhiều, lấy cái tiền đó để làm gì? Để tích góp từng đồng từng cát lại, cái đi đưa cho con nhỏ bạn cùng lớp á, ngồi cạnh bên. Ê, tao đưa cho mày tiền, mày cho tao mượn cái cuốn truyện mày đang đọc. Thì Bảo mới đọc hết chuyện này tới chuyện kia, thì Bảo mới học cái cách vẽ của những cái họa sĩ ở trong đó á. Em ngồi cái mày lấy cái giấy tập ra em vẽ theo. Còn giải trí thì thật thử ngoài không bị nhốt ở nhà nên không có đi chơi, nên thường ngày xưa có cái tiệm thợ mộc ở bên gần xóm á, chạy qua bển lấy cái áo căng này nè, nó căng ra bắt đầu bỏ mấy cái cục mặt cưa với lại cái cục mà gỗ người ta cắt cục á, bỏ vô đầy áo, bắt đầu về nhà nằm ở trên sàn nhà đó, có đổ cái cục gạch ra sắp hình robot, hình tòa nhà, hình cái xe và tự chơi. Tức là ngay từ nhỏ mình đã tập được cái tính tự lập của mình, tự mang lại cho mình niềm vui. Và mọi người cũng chưa bao giờ biết là mình ở trong trường mình bị đánh như thế nào, mình bị kỳ thị như thế nào, rồi mình bị áp bức bất công như thế nào. Kỳ thị từ trong gia đình, kỳ thị cho tới phần giới tính. Ngay cả phần giới tính rất là kỳ thị. Quen con gái nó không yên tâm, quen con trai nó cũng không yên tâm. Tại vì nó biết là nếu như mình ngoại tình, có thể là mình ngoại tình cả một cái hệ rất là rộng. Ví dụ bây giờ mình đang quen con trai, nó biết là mình có thể ăn dụng, mình vẫn ăn được con gái. Mà nếu mình quen con gái, mình vẫn ăn dụng được con trai, nó cũng không an tâm. Mình làm cách nhưng mà cho Tuân thắc mắc nhá, có nghĩa là cái việc mà mình ăn vụng á, người ta sẽ phải thấy một cái dấu hiệu gì đó ở mình, người ta mới phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Còn nếu như mình cho người ta được cái niềm tin á, thì dù nam hay nữ, người ta cũng không phải lo lắng quá nhiều về điều đó. Mình tạo cho họ một cái lòng tin thì vẫn chị nghĩ vẫn được mà. Thực ra thì những người nào quá thành công, cái bản án mà để lãnh lại đó là sự cô đơn. Khi mà mình quá đẹp, quá thành công hay quá giỏi, cái sự mà mình nhận lại là phải là cô đơn. Mà khi mà mình kiếm được cái sự đồng điệu là kiếm được người nói chuyện với mình thôi, để hiểu thôi, chứ không cần tiền bạc á, rất khó, cực kỳ khó. Nên do vậy những cái người mà em yêu á, thật sự là họ không bằng em. Em không thể kiếm những người nào hơn cái đầu em được, và em cũng không thể kiếm được ngang đầu em được, rất là khó kiếm. Em cứ lo kiếm tiền nữa, hầu như em sẽ quen với những bạn mà nhỏ hơn em, hoặc những người nhận thức chưa tới hoặc chưa trưởng thành. Và những bạn chưa trưởng thành là bằng rảnh, mà yêu mấy đứa rảnh á thì rất là mệt. Tại vì cái lúc mình bận thì nó rảnh, nó sẽ hỏi anh đang ở đâu đó, anh làm cái gì đó, bắt đầu nó ghen.
Rõ ràng Bảo là một người bisexual đúng không? Yeah, là đúng trước rồi. Đó đầu tiên Bảo quen con gái trước. Rồi đến lúc nào Bảo phát hiện là Bảo cũng có tình cảm với con trai? Thật ra không phải phát hiện, tại vì mình chỉ cần yêu nó là cảm xúc, không phân biệt về tuổi tác, giới tính, bất kỳ gì hết. Chỉ cần ở bên cạnh người đó, tim mình đập mạnh, mình có cảm giác với người đó là được hết. Tuân có một cái thắc mắc là có nghĩa là khi nào Bảo phát hiện ra mình thích con trai, người con trai đầu tiên mà mình thích là năm mấy tuổi? Năm đầu đại học, cả một trường nói cái thằng đó là con trai gặt. Bắt đầu đứng bên đây ngồi dễ dễ lú 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 mắt bên kia coi coi nó dễ. Tại vì cái đẹp nhất là cái giá trị lao động, mình không phải thấy nó đẹp trai mà nó tập trung vô cái phần bài vẽ của nó. Nó đẹp một cái dã man lắm, mồ hôi rớt thấy cũng đẹp nữa. Cái bắt đầu mình ngồi, bắt đầu mình thương từ cái lúc đó. Yeah, mình rất thích. Nó chỉ dừng ở mức độ đó thôi chứ nó không có được nói ra. Chị nghe cái thông tin trên mạng đồn em mang hai dòng máu Việt và Thái. Dạ, yeah, được. Lý do tại sao có cái thông tin khoảng thời gian phá sản lần thứ hai là khoảng thời gian mà Long Bông bên Thái hay qua Thái chơi. Dạ, yeah. Bị giật ba lô. Trong ba lô là nó có tiền nhà nè, có máy ảnh, có len, là cái mưu sinh của mình mất tành. Đứng ở giữa thành phố Bangkok, không biết làm gì được. Không còn đồng nào hết. Không còn cái gì luôn. Mà ngày về nó còn 4 ngày nữa. Rồi chị hỏi làm gì giờ? Sự là cái lúc đó mình không biết tiếng Thái, mà tiếng Anh mình cũng không giỏi lúc khoảng thời gian đó luôn. Còn đứng trong bạc trong tối. Ở bên đó có một cái chai bia mà em về em lấy cái tên là Leo Đình Bảo á. Hồi đó nó có cái chai bia leo. Mua đúng một chai bia đó nóc. Uống mình vậy đó. Rồi khóc như một thằng khùng đó. Khóc không biết cái gì mà cứ khóc. Khóc hoài vậy đó. Thì một cái nhóm nó đi qua. Thì có một chị đó, chị đưa đồ ăn. Chị đó ở Thái nhưng mà chỉ là người Việt. Ai người Việt? Dạ. Yeah. Mà ngày xưa gọi chị cho nó vui tại vì người chuyển giới mà chị. Tự nhiên mình có cảm giác bà này yêu đơn phương, y như là cái tình cảm mà yêu như máy bay á, cái kiểu giống vậy á. Mình rất là sợ, lúc đó hết sốc, hết đính rồi qua cơn, bắt đầu thấy sợ. Thì khi bà cứ hỏi tới giờ còn gì đâu mất, mình kể thôi. Kể dần dà giữ mối quan hệ liên lạc lại với nhau, hồi nào không biết nữa, tự nhiên lại chuyển thành mom, gọi là mẹ. Rồi bắt đầu là mẹ là cái người mà đi cùng với mình trong những lúc mà mình buồn nhất, khi mà mỗi lần buồn là về Bangkok. Là thân với mà chỉ là cái câu đó luôn. Đúng rồi. Rồi mẹ nhận là con luôn. Mà hiện tại giờ mẹ đang làm về thẩm mỹ. Nên tất cả cái mặt của Bảo hiện tại bây giờ là do mẹ nhúng tay vào. Chứ hồi đó không được cái mặt này. Mỗi lần mà đi cùng với mẹ, mẹ nó như chuột bạch á. Mà chỉ cần ngồi xinh đẹp ngồi kế mẹ thôi là mẹ chốt được cái deal mà làm môi, làm cằm hay làm cái gì đó rồi đó, là mình được hưởng phần trăm. Thì cái đó là một cái may mắn của mình. Tự nhiên mỗi lần đi về cái tự nhiên mình có một cái sự hạnh phúc với mẹ. Là có nghĩa là từ mối quan hệ đó mà người ta đồn ra là... Đúng rồi. Rồi có một cái tin đồn dữ dội hơn nữa là Bảo bỏ 10 tỷ để mua một căn penthouse để làm studio chụp hình. Cái đó là một cái trả góp. À, và tới giờ cũng gần trả gần xong rồi. Nằm ở bên quận 8. Lần đó là muốn chuyển lên hết trên nóc á. Tại vì mình hay theo cái sống theo cái giữ feeling. Tại vì không có bạn thân. Mỗi lần em qua Thái em hay lên ở trên mấy cái nơi cao để em nhìn xuống mấy cái tòa nhà thì em lại thích. Nên đó là lý do tại sao em quyết định mua penthouse. Tại vì ít nhất, tệ nhất thì vẫn bung cái cửa ra, mình vẫn một mình một cõi, mình giải quyết cái buồn được. Chỉ cần giải quyết được đúng cái buồn của em thôi, tại em biết em buồn ngày, em buồn cỡ những tiếng hơn à. Qua cơn đó bắt đầu em mạnh lại rồi. Em có mở studio ở bên Thái Lan không? Dạ đúng, em mở một có cái ở gần Thành Đô. Dạ đúng rồi. Mà cái đó em mở lâu chưa? Em mở ở đây được 2 năm rồi đó. Là ở đây một cái, bên kia một cái? Ừ. Em thuê bên đó hả? Dạ em thuê bên đó. Đầu tư, cái kinh phí đầu tư bên mình nhiều không? Có không, cực kỳ rẻ, mọi người nghĩ là cái nhiều nhất bây giờ là chất xám. Nên bây giờ em sống được bên đó. Em nói lần đầu tiên em mở, em nói em chơi liều với bản thân mà. Em nói như mà mở mà quá 6 tháng gọng nổi bể vốn hết bạch tành nha, dột. Vậy mà sống. Nó ác vậy đó. Rất là nhiều. Rồi có mấy lần dại dột đi vay vốn ngân hàng cục đèn á. Để duy trì cuộc sống á. Mọi người có chơi cái vụ đó không? Cái đấy là lãi suất cao đúng không? Ừ. Mà nó chơi một cái bằng đầu dây với nhau. Tức là mượn đứa này, chả không đủ đúng không? Anh giới thiệu cho mày một chị mượn tiếp. Nó cho người khác nhau con, nó nhây hơn nữa. Là cũng có nhóm nó không? Mà hồi đó là em dính vô mà em ra được, em mừng muốn chết á. Em gọi là từ mừng muốn chết luôn. Mà may mắn không phải do tài năng của em, mà là do cái mặt của em mang lại. Hồi đó có những người tự nhiên thương em. Đã giúp em hả? Ừ. Mà em nói em không thương người ta nha. Người ta vẫn cho. Ta vẫn giúp. Người ta vẫn giúp. Người ta vẫn nuôi hy vọng đến một ngày nào đó em làm boss được. Mà em không phải boss. Vì nó ác gì đó. Tới tận bây giờ vẫn còn nuôi hy vọng luôn. Mà em nói không có, không làm được đâu. Kiểu anh em mình không có kiểu gì mà dính được hết trơn á. Ngộ à. Ừ, em bị mấy cái không vụ làm đó boss được luôn. Dạ, em bị vụ đó. Nhiều người ta muốn em làm boss nên người ta đến với em đúng không? Ừ. Nhưng mà em không làm được. Mà cái mặt của em kỳ, em cười là y chang boss.